Hi, chào các bạn đã quay trở lại với kênh Em English. Trong chủ đề video ngày hôm nay, mình sẽ nói về top 9 câu hỏi phỏng vấn giáo viên tiếng Anh. Mình hy vọng rằng với chủ đề này sẽ đem lại được những cái thông tin hữu ích dành cho các bạn và các bạn có thể cảm thấy tự tin hơn cho cuộc phỏng vấn sắp tới của mình. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với chủ đề luôn nhé. À, đừng quên, nếu như bạn thích video này, bạn có thể like, share, subscribe kênh của mình để theo dõi những cái video hữu ích khác nhé. Và thường thì sẽ có những cái câu hỏi đầu tiên mở đầu cho những cuộc phỏng vấn, đó chính là tell me about yourself. Bạn phải trả lời được câu hỏi rằng nói cho chúng tôi biết về bản thân của bạn. Đây là một câu hỏi rất là phổ biến nha các bạn. Thì thường là trong bất kỳ cuộc phỏng vấn nào, không chỉ riêng phỏng vấn về giáo viên tiếng Anh, thì cũng đều có câu hỏi này dành cho các bạn. Thì để trả lời cho câu hỏi này, các bạn phải biết rằng người hỏi các bạn muốn biết về thông tin gì. Thì theo mình, thông tin mà người hỏi muốn biết đó chính là về cái lịch sử trong quá trình làm việc của bạn. Có nghĩa là bạn đã từng làm việc ở đâu và sau những cái nơi làm việc đó bạn đã có được những kiến thức gì, bạn đã có được những cái kinh nghiệm gì và bạn đã có được những cái thành tựu gì thì bạn có thể kể ra. Và ngoài ra, một vài thông tin đi kèm như là về sở thích của bạn, chẳng hạn như là bạn thích đọc sách nè, bạn thích sáng tạo vân vân, thì nó cũng rất là hữu ích để chứng tỏ, để thể hiện cái con người của bạn là người như thế nào ha. Thì mình nghĩ rằng tell me about yourself đó là một câu hỏi rất là dễ nè, rất là thiết thực và rất là thực tế cho bạn để mà bạn có thể trình bày bản thân của mình. Rồi tiếp theo, khi mà người ta hỏi bạn về bản thân của bạn xong thì người ta có thể hỏi bạn về cái điểm yếu và điểm mạnh của bạn. Và đặc biệt ở đây bạn nên nhớ rằng để trả lời cho điểm mạnh thì bạn có thể lựa chọn những cái điểm mạnh mà phù hợp với cái nghề nghiệp, phù hợp với cái vị trí công việc mà bạn đang hướng đến. Mình lấy ví dụ, đối với một giáo viên thì bạn có thể lựa chọn điểm mạnh của mình là bạn có thể sắp xếp được công việc nè, bạn có thể biết cách quản lý lớp nè, rồi bạn có thể là một người rất là sáng tạo để có thể tạo ra những cái hoạt động hữu ích dành cho học sinh của mình, rồi bạn còn có thể là một người good communication ha, có nghĩa là bạn có thể giao tiếp tốt nè, bạn có thể truyền đạt thông tin một cách dễ dàng nè, rồi ngoài ra bạn có thể gửi đến những cái lời khuyên, những lời động viên tốt dành cho học sinh của mình. Còn về điểm yếu thì sao? Bạn nên nhớ khi mà trả lời một câu liên quan đến điểm yếu của bạn thì bạn nên lựa chọn những cái điểm yếu mà nó không quá là ảnh hưởng tiêu cực đến cái hình ảnh của bạn. Mình lấy ví dụ, bạn có thể chọn điểm yếu là tôi có một vài điểm yếu, ví dụ như là tôi là một người khá tốt và trung thực, tôi thích giúp đỡ người khác, nhưng mà tuy nhiên là tôi đôi khi cũng quên đặt cái vị trí của bản thân mình lên trước. Vì thế, sau những lần giúp đỡ không cần thiết đó thì tôi cũng gặp những cái gọi là vấn đề với bản thân của mình đó. Và từ đó tôi rút kinh nghiệm và có thể hiểu được cái cách mà để giúp người khác hoặc là trong những cái tình huống mà tôi nên giúp hay không. Đó, thì đó là một cái câu trả lời mà các bạn có thể lựa chọn ha. Rồi ngoài ra là chúng ta nên nhớ là nếu như nói về điểm yếu thì bạn cũng đưa ra một cái giải pháp nào đó cho cái điểm yếu của bạn, là bạn đang cố gắng hoàn thiện, đang cố gắng cải thiện điểm yếu của mình. Rồi tiếp theo là nói về câu hỏi số 3 là người ta sẽ hỏi bạn là trong công việc là giáo viên thì bạn có enjoy với cái công việc của bạn hay không và bạn cảm thấy enjoy khi nào? Để trả lời cho câu hỏi này thì mình sẽ đưa ra một ví dụ là bạn có thể trả lời bằng cách là tôi cảm thấy rất là enjoy với công việc của tôi khi mà tôi có thể đưa ra những cái giải pháp, đưa ra những cái phương pháp giảng dạy tốt hoặc là gửi đến những cái lời khuyên tốt và từ đó học sinh của tôi càng ngày càng phát triển, càng ngày càng tiến bộ và trong một cái quá trình đó thì tôi chính là người đứng nhìn thấy học sinh mình tiến bộ và có đạt được những cái điểm số cao thì đó là cái niềm hạnh phúc của tôi và khiến tôi cảm thấy enjoy, có nghĩa là tôi đã đóng góp được một cái phần gì đó cho cái cuộc sống vân vân. Thì bạn có thể lựa chọn bất kỳ những cái cảm giác nào, cái hoàn cảnh nào, cái câu chuyện nào mà bạn cảm thấy enjoy và bạn có thể kể ha. Và tiếp theo là câu hỏi số 4 thì về những cái vấn đề trong việc giảng dạy cũng như là trong việc mà bạn học tiếng Anh thì bạn có gặp những vấn đề nào.
Thì để trả lời cho câu hỏi này thì bạn phải đưa ra vấn đề và sau đó bạn phải đưa ra cái phương hướng giải quyết của mình. Mình lấy ví dụ như là vấn đề trong cái việc giảng dạy. Giảng dạy thì có rất là nhiều vấn đề xảy ra ha, rất là nhiều cái tình huống không thể lường trước được xảy ra. Mình lấy ví dụ như là trong lớp thì có một vài em không thích học, lười học hoặc là hay hay đánh nhau với bạn. Rồi trường hợp như là một vài em thì học quá yếu, không theo kịp những bạn khác. Đó, thì đó là những cái vấn đề trong việc giảng dạy. Ngoài ra thì có những vấn đề như là bạn có những cái phương pháp học giảng dạy không phù hợp. Đó, thì khiến cho học sinh của mình không thể theo kịp bài hoặc là bài bài giảng quá dài, không đủ thời gian. Đó, thì đó cũng là những cái vấn đề. Và ngoài ra bạn cũng phải đưa ra những cái giải pháp để khắc phục những cái vấn đề trên. Thì mình đã soạn thảo cái lesson plan thật là phù hợp. Rồi mình cũng hỏi ý kiến những người xung quanh, hỏi những người mà có chuyên môn về giảng dạy để mà khắc phục những vấn đề trên đó. Mình lấy ví dụ như vậy. Rồi về việc mà học tiếng Anh á, thì trong suốt quá trình trình học á, thì bạn có những cái vấn đề nào khi mà bạn học tiếng Anh, thì mình cũng nêu ra một cái ví dụ như là bạn có thể nói là có hai vấn đề mà mình thường hay mắc phải. Thứ nhất là về phát âm, bởi vì tiếng Anh nó khác với tiếng Việt, có thành ra có những cái âm mà bạn không thể phát âm nó đúng được, chuẩn được ha. Nên cái vấn đề ở đây là mình hay gặp những cái lỗi đó và mình đang cố gắng nghe những cái chương trình game show hoặc là nghe tiếng Anh thường xuyên hơn để mà có thể luyện tập và thay đổi. Rồi cái vấn đề thứ hai nữa là trong quá trình nói và viết thì thường có một cái xu hướng là người Việt sử dụng tiếng Anh theo phong cách tiếng Việt nó. Thì ở ở những cái mặt lỗi này á, thì mình cũng đang cố gắng cải thiện, chẳng hạn như là mình đọc sách tiếng Anh nhiều hơn, tìm hiểu về ngữ cảnh và nghe những cái chương trình game show hoặc là những cái bài hát vân vân để mà mình có thể nói một cách tự nhiên hơn về tiếng Anh ha. Thì đó là những cái vấn đề mà về những cái problem mà trong giảng dạy và trong việc học thường hay mắc phải. Rồi tiếp theo là về mixed level, có nghĩa là người phỏng vấn sẽ hỏi bạn là trong một cái trường hợp là bạn dạy mà tất cả những học sinh của mình là bị mixed level, có nghĩa là không có cùng một cấp độ học với nhau trong một cái chương trình học, thì bạn sẽ làm cách nào? Thì để trả lời cho câu hỏi này, bạn có thể nói rằng là đầu tiên là giáo viên phải nhìn nhận được, phải đánh giá được cái level của học sinh của mình là đang ở cấp độ nào, của từng bạn đang ở cấp độ nào bằng những cái bài test hoặc là bằng những cái việc mà giáo viên theo dõi ha, từ những cái bài kiểm tra hay là gì đó vân vân. Thì khi mà giáo viên đã đánh giá được cấp độ của mỗi bạn thì giáo viên cần phải đưa ra một cái bài lesson plan, một cái bài giảng hợp lý phù hợp với từng bạn, và giáo viên có thể áp dụng thêm những cái worksheet vân vân thì để các bạn có thể tự ôn tập tại nhà, tự luyện tại nhà. Đó thì mình tin rằng sau một quá trình nỗ lực thì các bạn cũng sẽ đạt được một cái trình độ hợp lý. Đó, thì đó là mixed level. Rồi tiếp theo là số 6 là câu hỏi là về phương pháp giảng dạy và kỹ năng tiếng Anh đó, thì bạn nên chọn cái nào? Thì theo mình câu trả lời phù hợp nhất cho cái câu hỏi số 6 này đó chính là bạn nên nói rằng là teaching method phù hợp hơn, tại vì teaching method có nghĩa là nói về cái chuyên môn giảng dạy. Thì nếu mà một cô giáo giảng dạy giỏi á, thì cô giáo ấy sẽ có thể giúp cho học sinh của mình phát triển. Xin lỗi mấy bạn ha, mình có cái đồng hồ báo thức. Rồi nếu như mà một cô giáo có một cái khả năng giảng dạy tốt thì có thể giúp cho học sinh mình phát triển và khắc phục được những cái vấn đề xảy ra trong quá trình giảng dạy. Còn nếu mà một cô giáo mà chỉ có giỏi về cái kỹ năng tiếng Anh, nói, đọc, viết gì đó thì họ không có chuyên môn về giảng dạy thì họ sẽ không thể hỗ trợ giúp cho học sinh của mình phát triển ha. Thì đó là liên quan về mặt chuyên môn. Thì hai cái việc này là nó khác nhau, nó không giống nhau. Tuy rằng nó bổ trợ cho nhau nhưng mà để làm tốt một cái công việc chuyên môn của nghề giáo viên thì cần phải có những cái phương pháp giảng dạy. Rồi trường hợp là nếu như mà bạn giảng dạy tốt nhưng mà về mặt sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh bạn kém thì bạn cũng có thể là nói là mình sẽ cố gắng hơn để mà hoàn thiện về khả năng tiếng Anh của mình đó. Thì đây cũng là một cái câu trả lời phù hợp ha. Rồi tiếp theo là về situation, có nghĩa là đưa ra những cái tình huống mà để cho bạn có thể
tự giải quyết. Thứ nhất là interview sẽ hỏi bạn là trong một tình huống là thí dụ như trong một lớp thì các bạn học sinh không có chú ý bạn, không có lắng nghe bạn, thì bạn làm gì để mà thu hút sự chú ý của họ? Thì bạn có thể trả lời là mình có thể là vỗ tay nè, hoặc là mình có thể thay đổi cái hoạt động nếu như mà học sinh cảm thấy buồn chán quá, hoặc là mình có thể bày ra những cái trò chơi khác nè nó để có thể thu hút sự chú ý của các bạn, hoặc là mình có thể mở một cái video nào đó đó. Thì có rất là nhiều cách để mà chúng ta thu hút, hoặc là mình có thể nhờ các bạn giúp đỡ mình làm một cái gì đó đó, thì đó cũng là cách mà để chúng ta đánh lạc hướng cái sự nhàm chán của học sinh của mình. Rồi cái tình huống thứ hai á, đó là tất cả các bạn học đều có thể hiểu và nghe được cái instruction của giáo viên, nhưng mà chỉ có một bạn là không hiểu, không nghe được đó, rồi bạn đó ngồi im lặng. Thì theo bạn thì bạn sẽ tiếp tục giảng bài hay là bạn ngừng lại? Thì câu trả lời của mình theo ý kiến cá nhân của mình ha, thì mình sẽ quan sát xem là bạn đó đang có chú ý lắng nghe hay không, không hiểu nhưng mà vẫn lắng nghe, thì mình nên tiếp tục bài giảng. Tại vì rất là nhiều học sinh, nhất là những bạn mà lớn tuổi á, thì bạn ấy rất là mắc cỡ ha, bạn ấy ít phát biểu, bạn ấy thụ động, nhưng mà thật sự là bạn ấy đang quan sát. Sau cái quá trình quan sát đó thì bạn ấy sẽ có được những cái kết quả học tốt hơn đó. Nhưng mà chúng ta nên nhớ là chúng ta còn phải tương tác với bạn để xem coi cái khả năng học của bạn ấy đó đến đâu ha. Rồi nếu như mà trường hợp là bạn ấy không hiểu thì chúng ta sẽ đến và giải thích với bạn, hoặc là chúng ta có thể nhờ một cái bạn học sinh khác giải thích lại vấn đề một cách khéo léo ha. Hoặc là nếu mà khó quá thì chúng ta có thể sử dụng tiếng Việt để mà chúng ta trò chuyện với bạn ha. Thì đó là những cái cách mà mình thấy là nên sử dụng. Rồi tiếp theo là về thích nghi. Thích nghi có nghĩa là sao? Có nghĩa là sau khi hỏi những câu hỏi ở trên thì interview sẽ hỏi bạn là bạn có cảm thấy công việc này thích hợp với mình, hoặc là địa điểm bạn đang muốn dạy thích hợp với mình hay không. Tại vì có một số chi nhánh đó, nó sẽ có những cái nơi mà không có cùng một chỗ thì bạn phải di chuyển, thì bạn có phù hợp để di chuyển hay không. Thì người ta sẽ hỏi bằng những câu hỏi như vậy. Thì để trả lời cho câu hỏi này thì bạn cũng nhớ là quan sát ha, quan sát hoặc tìm hiểu về thông tin của cái địa điểm mà bạn giảng dạy. Và câu hỏi số 9 là câu hỏi cuối cùng, là người ta sẽ hỏi bạn là bạn có những cái câu hỏi nào cho người phỏng vấn hay không. Thì đây là câu hỏi thể hiện cái sự quan tâm của bạn trong công việc cũng như là cái nơi mà bạn đang chuẩn bị làm việc. Thì theo mình á, các bạn nên hỏi về vấn đề là về thời khóa biểu công việc, lịch làm việc, hoặc là trong cái tình hình đại dịch như thế này á, thì có công ty có đảm bảo cho nhân viên ổn định về công việc hay không, vân vân. Thì bạn có thể hỏi. Thì câu hỏi này thể hiện cho cái sự là quan tâm của bạn đến công việc. Nói chung là bạn nên tìm một cái câu hỏi nào đó để hỏi, chứ đừng có mà im lặng hoặc là nói là sẽ email hay là gì đó, thì nó sẽ không hay bằng việc mà bạn hỏi trực tiếp ha. Rồi, đây là 9 câu hỏi mà chúng ta sẽ thường gặp trong cái buổi phỏng vấn dành cho giáo viên. Mình hy vọng rằng bạn sẽ có được những cái gợi ý, bạn sẽ có được những cái thông tin hữu ích khi mà bạn chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn của mình. Và ngoài ra thì mình cũng bật mí thêm, nếu như mà bạn đang phỏng vấn về giáo viên tiếng Anh thì mình cũng có những cái bật mí nhỏ, đó là thứ nhất á, là có thể là một vài nơi sẽ phỏng vấn 3 lần. Lần thứ nhất là bạn sẽ phỏng vấn trực tiếp với người phỏng vấn, là sẽ hỏi những 9 câu hỏi trên, tùy nha, chứ không phải là lúc nào cũng đủ 9 câu hỏi này đâu. Rồi người ta chủ yếu sẽ hỏi về chuyên môn của bạn. Rồi thứ hai là người ta sẽ đưa cho bạn một cái giáo án, một cái bài ha. Thì bạn sẽ tự soạn theo cái giáo án của mình, cái form giáo án sẵn của mình, rồi bạn gửi. Rồi người ta sẽ có một cái buổi để mà nói chuyện với bạn về cái giáo án đó, xem coi nó có phù hợp với chương trình giảng dạy của họ hay không, và những điều gì đó cần sửa thì người ta sẽ feedback cho bạn. Và cái buổi cuối cùng đó là dạy demo. Thì trước cái buổi đó thì bạn sẽ được gửi một cái giáo án cho một cái bài mới. Rồi bạn làm dự án xong, bạn gửi cho bên trường và người ta sẽ xem xét, rồi người ta sẽ chuẩn bị cho lớp demo của bạn. Thì theo mình thấy là ngay từ vòng đầu, nếu như mà bạn đủ năng lực, đủ khả năng và người ta cảm thấy bạn phù hợp với công việc thì người ta sẽ chọn bạn ngay từ vòng đầu hoặc là vòng thứ hai rồi mới đến dạy demo. Thì nếu như mà vòng đầu, vòng hai bạn không được chọn thì người ta cũng sẽ không cho bạn dạy demo.
tại vì người ta phải sắp xếp nhiều thứ đó, nên nhiều khi là cũng phải cân nhắc ha. Rồi mình nghĩ là nếu như mà bạn đậu được vòng 2, vòng 3 rồi á, thì có thể là tỷ lệ mà bạn đậu phỏng vấn sẽ rất là cao. Rồi, đó là những cái vấn đề mà mình chia sẻ trong video này. Thì nếu như các bạn thấy hữu ích thì bạn nhớ like, subscribe kênh của mình. Và ngoài ra các bạn có thể xem trong những cái phần playlist, có rất là nhiều kênh, có rất là nhiều video hữu ích với những cái chủ đề khác, các bạn có thể tham khảo ha. Rồi mình cảm ơn các bạn đã lắng nghe, đã xem video này của mình. Nhớ like và subscribe ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.